xin chào bà con. Em trà rông rồng. Vo tay lô trà một tôm một lá. Thao thủ công. Để cho trà được thơm ngon nhất phục vụ bà con. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 2019 1 giờ sáng. Mọi người đang ngủ ngon thì em đây vẫn đang làm trà để phục vụ mọi người đây. Mau mau ủng hộ em đây. Vo tay thủ công. Cánh trà sẽ om dập đều và sẽ không bị nát trà. Trà dậy mùi hương thơm nhất có thể. Có nhá, trà một tôm một lá, trà san tuyết cổ thụ Hà Giang.